Cậu bé Hector này mới 17 tuổi nhưng đã rất thành thạo trong việc ăn trộm xe máy, chỉ vài động tác đơn giản đã mở được ổ khóa của xe máy. Hector lái xe đi đến một siêu thị rồi chui vào trong một cái lều để nghỉ ngơi. Hector lấy ra chút đồ ăn bữa tối, xong xuôi cầm đồng hồ lên hẹn giờ. Khi siêu thị tắt điện chính là lúc cậu bé hành động, nhân lúc bảo vệ không chú ý, cậu đã đi ra ngoài ăn trộm cái máy sưởi, đến gian hàng máy cạo râu cậu cầm lên dùng thử, sau đó còn lấy luôn cả cái máy cạo râu nhét vào túi. Thấy chuông cảnh báo vang lên, cậu lập tức lên xe bỏ chạy, bảo vệ đuổi theo nhưng không giữ được Hector. Hector mang cái máy sưởi đến cho bà ở viện dưỡng lão, bởi vì muốn Hector đi theo con đường đúng đắn nên anh trai bất đắc dĩ đã đưa cậu bé ra tòa. Vì cậu bé đang ở độ tuổi vị thành niên nên tòa phán để cậu vào trại giáo dưỡng rèn luyện và đưa cho cậu một quyển sách luật và nghĩa vụ nhân dân để cậu biết được chuyện được làm và không được làm. Trong trại giáo dưỡng, cậu thường xuyên bị người cũ bắt nạt. Trong giờ học, Hector bị một cậu bạn lừa nhìn ra cửa sổ, kết quả bị thầy giáo phạt đến xưởng mộc làm việc. Trong lúc làm việc, Hector lén cưa một mẩu gỗ rồi giấu trong chiếc tất và đưa về phòng, sau đó ngồi ghi ký hiệu lên mẩu gỗ. Xong việc, Hector đến ngồi xem mọi người đá bóng. Cậu dùng băng dính cố định đôi dép lại, dắt mẩu gỗ vào người và chạy tới bờ rào. Mặc dù bị phát hiện nhưng Hector vẫn cố bỏ chạy. Trong rừng xuất hiện rất nhiều những mẩu gỗ, người canh gác vẫn không ngừng đuổi theo. Hector nhảy qua hàng rào chạy tiếp nhưng cuối cùng cậu bé vẫn bị người canh gác chặn lại. Hóa ra đây không phải là lần đầu tiên cậu bé chạy trốn mà đã là lần thứ 20 cậu chạy trốn rồi. Thế là cậu bé được đưa về trại giáo dưỡng thêm lần nữa. Cậu bị cảnh cáo bằng cách nhốt trong phòng một tuần để giúp Hector hòa nhập được với mọi người. Quản giáo đã bảo cậu huấn luyện chú chó hoang. Nếu như cậu chăm sóc được chó thì sẽ tự chăm sóc được bản thân. Cậu học theo mọi người dẫn chú chó đi dạo, nhưng do Hector chưa làm quen được với chú chó, có gọi thế nào nó cũng không thèm bảo sao, nó còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Quản giáo dạy cậu cách cho chú chó ăn và tắm rửa sạch sẽ cho nó. Vậy là chú chó đã thật sự tin tưởng Hector để huấn luyện nó tốt hơn. Cậu bé không ngừng tìm kiếm các tài liệu tham khảo, chú chó cũng càng ngày càng nghe lời cậu bé. Trong bữa ăn, Hector còn không quên để phần cho chú chó, cậu còn làm cho nó một cái vòng cổ. Mỗi lần Hector huýt sáo, nó lập tức chạy đến bên cạnh. Một người một chó cuối cùng cũng trở nên thân thiết. Một ngày, cậu bé huýt sáo mãi mà không thấy chú có đâu, hỏi giáo quan mới biết chú chó đã được người khác nhận nuôi. Giáo quan nói sẽ mang cho cậu một chú chó khác. Hector không chấp nhận được sự việc này, về phòng cậu bé đạp gãy hết lan giường, lấy lan giường dắt vào cặp quần, dùng băng dính để dính đôi dép lại. Thì ra Hector lại muốn chạy trốn thêm một lần nữa. Mặc cho quản giáo liên tục gọi, Hector vẫn cố gắng leo qua tường rào chạy vào trong rừng. Cậu bé quyết định đi tìm lại chú chó. Rất nhanh, Hector đã đến được địa điểm ngày trước, nhưng quản giáo đã đứng đợi ở đó từ lâu. Nhưng Hector một lần nữa chuyển hướng, như vậy cậu bé đã bỏ chạy thành công. Anh trai Hector vừa đi làm về liền nhận được cuộc gọi. Quản giáo nói rõ cho anh việc Hector chạy trốn, bởi anh chính là người đưa cậu bé đến đây, mà chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật 18 tuổi của Hector. Đến lúc đó mà cậu còn gây chuyện thì sẽ phải ngồi tù. Người anh đi đến thăm bà của mình, trùng hợp gặp được Hector ở đây. Anh trai khuyên cậu bé về trại trước khi họ báo cảnh sát, nhưng anh khuyên thế nào cậu cũng không chịu về. Cậu một mực đòi đi tìm chú chó trước. Hết cách, người anh đành đồng ý với yêu cầu này, nhưng Hector lại muốn đưa bà đi cùng, vì bác sĩ nói người bà chỉ sống được vài ngày nữa. Khi xong việc, cậu sẽ tự động quay lại trại giáo dưỡng. Vậy là người anh phải đưa người bà về nhà. Cứ thế ba người bắt đầu hành trình đi tìm chú chó. Đầu tiên họ đi tới nơi nhận chó hoang. Người anh đi xuống hỏi thăm về chú chó, nhưng ở đây luôn bảo mật thông tin của người nhận nuôi chó. Anh có cầu xin thế nào cũng vô ích. Hector không chịu ngồi yên, đã lén xuống xe đi đến khu nuôi nhốt các chú chó. Cậu bé phát hiện ra một chú chó bị khuyết tật. Nhân lúc nhân viên không chú ý đến, người anh liền lấy trộm cuốn sổ ghi chép nhận nuôi. Khi anh quay lại xe, thấy Hector ôm một chú chó ra ngoài, họ vội vàng lái xe chạy khỏi trại chó. Trên xe, anh trai không ngừng quát mắng Hector. Hector giải thích đợi đến khi tìm thấy chú chó kia, sau đó nói trại chó đã xảy ra sai sót rồi dùng chú chó này để đổi lấy chú chó kia. Hai người lục tung quyển sách vẫn không thấy tên chú chó đâu. Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng tìm được ba gia đình thích hợp, sau đó đi tìm lần lượt từng gia đình một. Hector trèo lên bức tường rào rồi huýt sáo, thấy mấy chú chó chạy ra nhưng không có con cần tìm. Hector nói với anh trai không phải nhà này, sau đó họ tìm một nơi nghỉ ngơi để mai tiếp tục đi tìm. Tối đến, anh trai kể lại chuyện hồi nhỏ cho Hector nghe. Anh cố gắng khuyên nhủ và động viên Hector, hy vọng cậu bé sẽ trở thành một người tốt. Sáng hôm sau, cậu bé cho bà uống sữa, kế đến quay sang chải tóc cho bà, rồi cậu đưa chú chó ba chân đi dạo, sau đó lại lên đường đi tìm chú chó. Ba người đi đến một bãi đỗ xe phế liệu. Anh trai hỏi ông chủ có phải mới nhận nuôi chó không, và ngỏ ý muốn trao đổi với chú chó ba chân này. Ông chủ liền dẫn họ đi gặp chú chó. Họ thấy một chú chó ngủ trên một con xe phế liệu, nhưng nó vẫn không phải chú chó cần tìm. Đến khi hai anh em quay lại chiếc xe, phát hiện tình trạng của bà hiện đang rất kém, vậy nên bọn họ phải lập tức lái xe trở về, mời linh mục đến để sức dầu cho người bà. Hai anh em dự tính chôn bà bên cạnh mộ của ông, nhưng ngôi mộ đã hết hạn từ một năm trước, cho cốt của ông cũng đã sớm bị đưa đi rồi. Muốn tiếp tục thuê thì phải đóng 5.581 euro, số tiền lớn như vậy thì kiếm ở đâu mới được chứ. Hector liền đề nghị bán chiếc xe di động của anh trai đi. Linh mục nói ngôi mộ này đã được người chú họ
họ thuê mất rồi, giờ thì có tiền cũng không thể giải quyết được gì, vậy nên hai anh em phải tìm một cách khác. Người anh đến trang trại tìm người chú họ, muốn chú họ để cho mình thuê lại mảnh đất đó, nhưng chú nói đã tặng nó cho bố vợ mất rồi. Anh trai buồn bã quay lại chiếc xe, hai anh em đưa bà đến căn nhà cũ kỹ, nơi đây lưu giữ rất nhiều kỷ niệm trước đây của ông và bà. Sau đó anh trai đi đến nhà người chú họ, biết được trong trang trại có một chú bò sữa đặc biệt, bởi nó giành được giải quán quân trong cuộc thi đấu vòng tròn của bò sữa, có người còn trả 60.000 euro để đổi lấy chú bò. Anh trai liền bày cách ăn trộm bò với em trai, nhưng Hector căn bản không đồng ý, còn người anh nhất quyết đi đến trang trại. Anh còn đang phân vân không biết trộm con nào thì Hector đi đến chỗ anh trai, thế là hai anh em cùng nhau đi tìm con bò quán quân ấy. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được nó. Hector cầm lấy lon bia mà anh trai uống dở, sau một vài động tác cắt lon bia ấy ra, rồi dùng chính nó mở được cái ổ khóa. Thế nhưng khi bọn họ dắt bò sữa về, lại trông thấy chú họ đang nói chuyện với người bà. Hai anh em chỉ có thể bước lên xe, nghĩ cách để đuổi khéo người chú họ đi, nhưng chú họ lại xin lỗi về việc làm sáng nay, còn nói đã chọn sẵn vị trí cho ông bà rồi, vì không còn đất trống để chôn cất nên người chú đã chọn một ngăn ở trên tường, chỗ đó có vị trí đẹp nhất và chú cũng trả tiền rồi. Nhưng khi người chú vừa nhìn ra ngoài, liền trông thấy con bò quán quân của nhà mình bên ngoài xe. Hôm sau hai anh em xếp cho cốt của ông vào trong nhà chứa, rồi đi xem xét tình hình của người bà. Không ngờ bệnh tình của bà lại có chuyển biến tốt, như thể đã có phép màu đến với bà ngoại. Thế là ba người lại lên đường đi tìm chú chó. Chỉ cần tìm được căn nhà cuối cùng này là Hector có thể quay trở lại trại giáo dưỡng rồi. Nhưng đi được nửa đường cậu lại nói chú chó ở căn nhà đầu tiên, điều này khiến cho người anh rất bực mình, mất bao công sức đi hết chỗ này đến chỗ khác, làm tiêu hao mất bao nhiêu thời gian của anh. Cậu bé nói mình thấy chú chó đã có bạn mới và chung sống với bọn chúng rất tốt, nơi đó mới thật sự là nhà của nó, còn cậu không muốn kết thúc cuộc hành trình với người thân, cho nên cậu bé mới nói dối. Anh trai cuối cùng cũng hiểu ra, liền đưa em trai và bà đi ra biển. Tối đến hai anh em cùng lên nóc xe ngồi trò chuyện, anh trai tặng cho cậu bé một đôi giày nhân ngày sinh nhật rồi ngủ lại ở bãi biển qua đêm. Hôm sau khi thức dậy anh trai không thấy người em đâu, anh hoảng hốt sợ thằng em làm điều gì phạm tội. Thấy em trai đang tắm biển, anh trai liền lao xuống tắm cùng, sau đó họ cùng nhau lái xe quay trở về. Họ đi đến trả lại cuốn sổ nhận nuôi cho trại chó và không quên trả cả chú chó ba chân nữa. Thấy bà buồn nên lại để chú chó ba chân đi cùng. Sau đó chiếc xe đã đưa Hector tới trại giáo dưỡng, cậu bé tạm biệt bà nội và chú chó, hứa với anh trai sẽ ngoan ngoãn và không quậy phá nữa, đợi khi mãn hạn sẽ ngẩng đầu mà bước ra ngoài, bắt đầu một cuộc sống và tương lai mới. Nói xong cậu từ từ bước về phía trại giáo dưỡng. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cậu bé Hector trong bộ phim có phần bướng bỉnh, nhưng nó đều là do cuộc sống xung quanh chèn ép, con không cha như nhà mất nóc. Huống hồ cậu bé trong bộ phim lại mồ côi cả cha lẫn mẹ, người anh phải đi kiếm tiền nuôi em trai và người bà đau yếu nên không có thời gian chăm sóc chỉ một cách tận tình. 17 tuổi chính là lứa tuổi ngây ngô mới lớn và đôi lúc cũng có phần khó bảo. Sau khi xem xong bộ phim, bạn cũng phần nào thấy được ý nghĩa của tuổi trẻ. Cuộc đời giống như cuộc hành trình không có mục đích, không một ai biết điểm cuối nằm ở đâu, và điều chúng ta có thể làm chính là dũng cảm tiến về phía trước và tận hưởng phong cảnh đẹp đẽ trên đường đời. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại ý kiến ở bên dưới phần bình luận để mình biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!